Mời bạn nam. Wow. Rồi, xin chào. Ngồi đi bạn. Và bây giờ xin mời bạn nữ. Bây giờ bạn nam bạn nữ dạ, đã có mặt trên sân khấu rồi nha. Mời bạn gái, bạn giới thiệu về mình nè. Dạ, em tên là Lê Thị Thùy Nguyên, năm nay em 29 tuổi, quê em ở Bình Định ạ. Công việc của em thì em là kỹ thuật viên gây mê. Là mình sẽ gây mê cho bệnh nhân trước khi họ vào mổ đúng không? Dạ, vô phòng mổ rồi gây mê. À, biết đâu được. Còn đây gây mê được không em? Đó, em cũng tính nói vậy đó. Dạ, được anh. Hy vọng rằng em sẽ gây mê cho chàng trai bên đây. Rồi, mời bạn trai giới thiệu về mình đi. Dạ, đầu tiên em gửi chào đến anh Quỳnh Linh, chị Nam Thư và bạn gái của Quỳnh Xem. Cùng toàn vị quý khán giả một lời chào trân trọng ạ. Em là Lâm, em tên đầy đủ là Phan Văn Lâm, 31 tuổi, em đến từ Bình Dương ạ. Em là kinh doanh tự do ạ. Thời gian trước thì em có là chủ trang trại gà ở dưới Bình Phước. À. Nhưng hiện tại thì em đã chuyển đổi, em đã bán đất và trang trại đấy thì em lên em mua đất ở chợ trên Tân Uyên Bình Dương. Hiện tại em đang làm căn nhà và là nơi để ở, cũng là nơi có mặt bằng để kinh doanh trên chợ đó. À, buôn bán ở chợ đúng không? Bây giờ em nói thêm một xíu về tính cách của em nè. Dạ, tính của em thì cũng hay thẳng thắn đó chị. Dạ, với lại em cũng hay khóc nữa. Sao tự nhiên khóc? Có nào em có giống như chị là nhìn cái lá vàng rơi thấy buồn quá tự động cũng khóc luôn không? Dạ, cũng có thể chị. Có luôn hả? Bạn trai thì chắc có cứng cáp hơn đúng không bạn? Em có khả năng dỗ được bạn gái ạ. Bạn gái khóc em dỗ được. Dỗ được bạn gái hả? Dạ. Em có thế mạnh gì? Trung thực, thẳng thắn, là người mẫu đàn ông của gia đình, cầu tiến cho công việc. Còn điểm yếu có gì không? Điểm yếu thì em hơi nóng tính. Thường thường em hay đọc sách để giảm bớt cái nóng tính của mình đi. Có một điểm yếu nữa là em ngủ hơi ngáy. Bên đây nó nóng tính, bên kia cứ khi nào nóng tính cứ gây mê cho anh nha. Đúng rồi, hợp lý. Nguyên nè, với cái công việc mà là kỹ thuật viên gây mê của em á, chắc là Thư nghĩ là mình sẽ làm việc về ban đêm nhiều đúng không? Chắc là mình phải trực mỗi lần mà mình đi làm khuya về vậy, rồi mình có buồn không khi mình lẻ loi, lẻ bóng đi mình? Dạ thường á, em trực về là em ngủ luôn chị. Ồ vậy hả? Gây mê cho người ta cuối cùng mình mê trước. Em gái có nhược điểm gì không em gái? Dạ, nhược điểm của em á là em hay quên ạ. Hay quên hả? Dạ. Có cái kỷ niệm nào mà mình hay quên mà tới giờ mình vẫn nhớ không? Dạ có chị, đó là em bị mất xe ạ. Lúc trước á, em có đi học võ, em bỏ cái túi xách trên xe á. Xong rồi lúc mà đi học về, cái mấy đứa nhỏ nó mới nói em á, là chị Quyên, xe của chị Quyên đâu. Em tưởng tụi nó giỡn, xong em cứ nói xe kệ tới đâu tới. Xong rồi cái lúc mà em tới tìm thì mới biết là thật sự mất xe chị. Trời đất ơi. Hồn nhiên cũng khiếp. Hồn nhiên như cô tiên. Rồi lúc đó em có rơi nước mắt không? Dạ không, lúc đó em nghĩ em cũng không phải mất xe chị. Em nghĩ là tụi nó cũng đi giấu luôn á chị. Trời, em niềm tin vào cuộc sống và mọi người một cách lạc quan lắm đó cô bé à. Cái cô đó lạ thiệt nha. Chiếc lá vàng rơi cũng cổ cũng khóc, chiếc xe cổ mất cũng không bao giờ khóc. Hay quá, cô dễ thương quá, em trai cười sao? Em nghĩ gì mà em cười em trai? Thấy bạn gái dễ thương quá à. Em tưởng tượng cô gái kia bên kia thế nào mà dễ thương? Làn da trắng. Da trắng. Đúng. Tóc dài, nhìn rất là duyên dáng. Duyên dáng. Em đã trải qua mấy mối tình rồi? Em trải qua hai mối tình, là một mối tình cuối thời sinh viên và một mối tình cách đây một năm, bên nhau một năm ạ. Ừ, đó, bên đây lý lịch thì tình yêu là vậy đó, còn bên kia thì sao? Dạ, em trải qua hai mối tình rồi chị. Tình đầu tiên của em thì thời học sinh, còn mối tình thứ hai là thời sinh viên ạ. Sau cái mối tình đó em có rút ra được một cái kinh nghiệm gì về tình yêu cho bản thân mình không? Dạ, em rút ra kinh nghiệm là đừng nghe lời con trai nói ạ. Ê chà. Trời đất ơi, sao mà mất lòng tin. Dạ, chào anh gái. Làm gì tới mất lòng tin đàn ông dữ vậy em? Dạ, tại anh đó nói với em á là dù em có ở đâu anh cũng tìm tới. Rồi anh có tìm tới không? Dạ không ạ. Ông có kỳ lạ. Mình đừng có quơ hết vô tội nghiệp, hiểu không? Bản thân anh Linh nè, anh Linh mà hứa gì lên anh sẽ làm. Đúng anh không, hứa anh là anh làm. Đúng. Đôi khi anh hứa hoài mà cũng chưa làm luôn, cũng có. Quên đó. Em em thí dụ em hứa em có nhớ không? Có chứ, nhớ suốt đời luôn. Thề đi. Thề luôn. Anh ơi, không đâu anh Linh ơi, anh đàn ông với đàn ông nhiều khi nói vậy, để em qua em hỏi thử coi thử. Nè em đàn bà phụ nữ hỏi thẳng mặt em nhìn và em biết em là hỏi tin đi, được hay hỏi không. Hỏi thử đi đó. Đây nè. Ôi, chào trời ơi. Dạ quá. Chào anh. Anh, mình nói rồi mình có giữ lời không? Dạ có chị. Tin được em ơi, tin được. Cảm giác mình nhìn vào mình cảm thấy ảnh rất là chân thật. Không lẽ chân giả. Anh này. Em muốn tìm một người cùng đi với em suốt chặng đường còn lại như thế nào? Dạ em thích anh đó cao 1m7 trở lên. 1m7 hả?
Bo một xin luôn anh. Dạ, thân hình vạm vỡ. Có vạm vỡ. Có vạm vỡ. Dạ, tóc nhiều ạ. Tóc vừa đủ. Dạ, mắt một mí ạ. Mắt một mí. Ủa sao kỳ vậy em? Người ta muốn mắt hai mí mà sao mà bên em muốn một mí là sao? Dạ, em sợ mắt hai mí lắm anh. Ủa sao vậy? Tại mắt hai mí là mắt to, em sợ người ta nhìn em. Trời đất ơi. Tại sao em lại sợ người ta nhìn em? Tại vì em ngại. Mới đầu thì ngại thôi, nhưng mà cái ánh nhìn nó càng nhìn càng hút là hết ngại, không? Nhìn riết rồi mê. Mắt này cũng mắt mờ đó. Khi mà quen nhau thì phải tin nhau, tôn trọng nhau ạ. Yêu nhau, tôn trọng nhau. Có không? Có. Hứa đi. Hứa. Có gì nữa không nè? Dạ, em muốn anh đó là một người đàn ông mẫu mực, là người đàn ông của gia đình. Ê chà, mẫu mực là người đàn ông của gia đình. Rồi bây giờ em muốn tìm cô gái như thế nào, nói với Nam Thư đi. Dịu dàng nết na, thiên về truyền thống. Ngoại hình thì cao 1m55 trở lên. Trinh gái thì bằng nửa một chị Nam như chị Nam Thư là ok lắm rồi. Trời ơi, ngại quá đi à. Thấy hai đứa nãy giờ nói chuyện qua chuyện lại cũng có những cái điều giống nhau chút xíu. Vậy được rồi đó. Để hỏi thử ý kiến người thân xem coi họ góp ý thế nào nha. Em gái đi với ai? Dạ em đi với lại cô chú, chị hai, với lại bạn của em, với lại mấy chị, với lại em đồng nghiệp ạ. Xin chào MC Quyền Linh với Nam Thư. Dạ chào cô. Chào hai bạn nhỏ. Xin chào các bạn ở trường quay. Dạ. Tôi là với ông xã tôi là như là đại diện cho phụ huynh đến đây để tham gia chương trình này. Thì qua cái chào hỏi từ nãy giờ á, thì cô thấy bạn nam á, thì theo tiêu chí của con là hết 80% rồi đó. Oh. Là cao là hơn 1m7 nè. Công ăn việc làm là kinh doanh nè. Bé bụng tí nha. Cảm ơn cô ạ. Cô thấy cũng được lắm mà nghe. À, cũng được lắm mà nghe. Rồi, dạ rồi. Anh trai đi với ai? Em đi với anh trai với định cháu gái á. Xin chào MC Quyền Linh ạ. Chào dạ, Nam Thư. Chào anh. Chào cô chú gia đình viên đại gái. Chào quý vị khán giả. Anh thấy em bên này là nói chung là cũng truyền thống. Người đàn ông trong gia đình thì là Lâm nó có đấy em ạ. Anh là anh trai, anh nói là phải chính xác. Thôi anh mong hai em cho nhau cơ hội. Anh thấy hai em rất đẹp đôi. Rồi, cảm ơn anh trai. Cảm ơn anh. Bây giờ chúng ta sẽ kéo rào ra cho hai bên gặp mặt. Kéo rào. Chào em. Thì anh gò bó hoa tặng em. À, cảm ơn anh ạ. Em lên đây á, em cũng có mang quà cho anh. Nhưng mà lúc nãy lên vội quá em mới bỏ đằng sau anh. Em chưa đem lên được. Tí nữa em tặng cho anh sau. Cảm ơn em. Trời ơi, bé đúng thương hiệu hay quên luôn. Em ở đâu Bình Định nhỉ? Dạ em ở Quy Nhơn ạ. Tại vì anh có mấy đứa bạn cùng học đại học cũng ở Bình Định luôn á. Cũng nhiều lắm. Bây giờ mình có tài gì đó mình thể hiện ra để cho nó phá tan cái không khí ngại ngùng này đi. Em khả năng bình luận bóng đá. Ừ. Mời quý vị và các bạn, chúng ta cùng đến với sân động Saint Petersburg tại nước Nga để chứng kiến trận tranh hạng 3 giữa đội tuyển Anh và đội tuyển Bỉ. Đó là cuộc đối đầu của những ngôi sao hàng đầu thế giới. Nếu ở Bỉ là những tên già gần như Vincent Kompany, Kevin Reiner, Eden Hazard hay tật lão Lukaku, với những Harry Kane, Harry Maguire, Kyle Walker, Trippier, Eric Dier. Chúng ta hãy chờ xem liệu rằng đội tuyển Bỉ có chứng minh được câu nói gừng già gừng càng cay. Còn bây giờ thì Văn Lâm xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng quay trở lại với sân động Ba Mối Hẹn Hò. Sân vận động được coi là nhà hát của những giấc mơ của những bạn trẻ đang đi tìm một nửa của mình. Và ngay tại lúc gần đây chúng ta cũng đang được chứng kiến đội Bình Định và Bình Dương gặp nhau. Đội Bình Dương thì với sự dẫn dắt của FC Quyền Linh, còn đội Bình Định thì đó là sự dẫn dắt của Nam Thư. Liệu rằng chàng trai của bên đội anh Quyền Linh có thể chinh phục được cô gái của chị Nam Thư hay không? Chúng ta hãy chờ sau giây lát. Hay quá. Thiệt tung tuyệt chiêu cuối một cái là bên này, em đứng bên này đổ đứ đừ luôn. Sao bé, em thấy sao cưng? Dạ em cũng tính là sẽ tặng tranh bài thơ, nhưng mà lúc nãy là chưa kéo tấm rào qua, bây giờ kéo qua rồi nên em không có đọc được nữa. Ủa sao kỳ vậy? Tại sao tại vậy? Tại vì cái bài thơ đó nó có liên quan tới cái tấm rào rồi. Coi như giờ rào đang đóng đi. Đây đọc đi bé. Coi như anh với Thư là cái rào đó. Bắt đầu. Giữa triệu triệu người ta chẳng dễ biết nhau, nhờ Thư Linh ta nên duyên hò hẹn. Giữa tấm rào lòng phập phồng lo lắng, mình nợ gì nhau sau những lần hò hẹn. Xong rồi ạ. Trời ơi. Ủa vậy
Vậy tấm rào đứng đây làm gì? Dạ tấm rào có nghĩa là em sợ, em lo lắng á. Cửa tấm rào em phập qua hồ. Tấm rào qua tấm rào em phập hồ phòng lo lắng, lắng. Dạ. Mở tấm rào em hết lo lắng em ơi. Em có hay đi du lịch không? Dạ thích anh. Hy vọng chúng ta sẽ có đi du lịch với nhau. Em cảm nhận cô gái đối diện như thế nào? Cô gái xinh, dễ thương, nhìn hiền. Nói chung là em chịu rồi đó. Bây giờ em nhìn thẳng vô mắt anh ấy đi. Mắt anh ấy to không? Dạ có, to hơn em. Rồi còn gì to nữa không? Em chưa biết. Người to vạm vỡ không? Dạ cũng được, chứ không vạm vỡ lắm anh. Ủa em thích vạm vỡ dữ lắm hả? Tại vì mặc áo nên em không có biết vạm vỡ. Vậy cởi áo ra được không? Dạ thôi cái đó tự tính sau ạ. À. Bây giờ là tóc tai giống như em nãy mong muốn không? Dạ cũng được anh. Nhiều không? Dạ không ạ. Vừa đủ ha, vừa phải, giống tóc anh Linh vậy đó. Tóc gì cũng được rồi đó em. Tại vì khi có chuyện gì đó khó nắm ạ. À thì ra cổ thích gu tóc dài để lỡ có gì mà cổ dễ nắm hiểu không? Thời gian chúng ta đã gặp nhau, mắt nhìn mắt, có 30 giây để suy nghĩ xem đối phương có phải là một nửa yêu thương của mình hay không. Nào, mình hãy lắng nghe con tim của mình. 3 2 1 Hết thời gian. Rồi. Chúc mừng. Rồi, nắm tay nhau đi nào. Như vậy là rồi bây giờ cái thủ tục đầu tiên của bà mới hẹn hò là bấm nút, sau đó mình xin phép mình hôn nhau. Cho cái giúp cô với chị cho em con hôn em ạ.